tranh đắp lỗi bong kênh hoàn toàn các bác nhé. Các bác đang được xem và chiêm ngưỡng cái bức tranh Tùng Hạc và một bức tranh đắp lỗi bong kênh hoàn toàn. Và với cái không gian phòng khách như này, các bác thấy có phù hợp với lại cái bức tranh hay không? Toàn bộ phòng khách là ốp giả gỗ hoàn toàn và chúng em đã hoàn thiện lên màu xong đây. Thời gian thi công là trong vòng 1 tuần các bác nhé. Cả lên màu và đắp, các bác thấy này, quay nghiêng các cái phần cánh nổi bong kênh hoàn toàn, các bác có thể sờ cầm nắm các cái cành cây cũng như là các cái con vật. Và rất là cầu kỳ và công phu. Và hiện nay ở trên thị trường cũng có khá nhiều các cái đội thợ thi công, thì các bác cứ xem và so sánh các cái chất lượng và giá cả cho em. Và cái bức tranh này các bác thấy là cái độ chiều sâu và không gian nó cực kỳ là nhiều. Và thời điểm bây giờ cũng là đã là 29 Tết rồi, chủ nhà đang sắm sửa và hoàn thiện, nên là chúng em mặc dù cuối của năm rồi nhưng chúng em vẫn cố gắng đến để hoàn thiện cho bác chủ nhà về tân gia. Toàn bộ không gian phòng khách các bác thấy kết hợp các cái đồ gỗ và đồ giả gỗ ốp trần nhựa này, rất là sang trọng và lịch lãm. Và cái bức tranh này cũng nhìn chính diện từ phòng khách ra ngoài các bác ạ. Đấy, toàn bộ ở bàn ghế phòng khách các bác nhìn ra, tạo điểm nhấn cho không gian cực kỳ là nhiều. Và những bác mà có điều kiện thì các bác thấy là thường là các bác hay lựa chọn các cái sản phẩm và có chất lượng và có cái độ tinh tế cao, thì các bác có thể xem và tham khảo nhiều cái mẫu tranh khác trong kênh của em nhé. Đều là những công trình thực tế chuyên thi công khắp các tỉnh khu vực phía Bắc. Và bức tranh này chúng em đang thi công tại Yên Phong, Bắc Ninh. Các bác cần xem và tham khảo, chúng em có thể chỉ điểm cho các bác các cái khu vực và các cái nhà chúng em đã thi công thực tế rồi, để các bác cho những bác mà cẩn thận và quan tâm. Và các bác thấy là không gian đấy, chiều sâu được tạo ra rất là nhiều. Xin chào các bác nhé và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Nếu các bác cảm thấy cái bức tranh nó hợp lý thì cứ có thể liên hệ cho em qua cái số điện thoại trên màn hình hoặc kết bạn Zalo em tư vấn và báo giá. Các bác cảm thấy hợp lý thì nào cũng không sao các bác nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.